Bây giờ trước khi mà viết cái đồng phân của dẫn xuất halogen, nói lại một lần nữa nghe, chứ răng vẫn hỏi tới hồi lui là vì răng đó. Cái phần hydrocarbon học rồi mà răng nữa. Cái dẫn xuất halogen là gì? Chứa mấy nguyên tố? Chứa nguyên tố gì? CH và halogen. Mà halogen là những nguyên tố nào? F, clo, brom, iốt. Bây giờ nhắc lại hydrocarbon thức là gì? Hydrocarbon là xỉ gì? Tự nhiên cái phần dạy hết hơi xong rồi giờ ngồi hỏi hắn đi, hắn lại hỏi ngược lại cô là vì răng nữa. Cái đối với hợp chất xỉ gì thì delta bằng tính bằng thức gì đây? Delta bằng gì? 2 nhân cộng 2 trừ ý tất cả chia chia 2. Delta bằng, nếu delta bằng 0 thì ra. Delta bằng 0 thì ra. Thì có phải là cô có 2 ý cộng 2 trừ y tất cả chia 2 là bằng 0 đúng không? Ở đây cô rút ra là y bằng gì? 2 ý cộng 2. Tức là hắn sẽ là CXH 2 ý cộng 2. Mà người ta không thích dùng thức ni. Người ta dùng thành CN H2N cộng 2. Người ta không thích dùng thức ni, người ta thích dùng chữ N. Chưa? Người ta chỉ dùng chữ XY. Khi nào? Khi công thức tổng quát thôi. Còn khi mà N, khi mà N, nếu bạn nghe con bỏ xe nghe, khi mà N thì anh can kia người ta dùng chữ N. Nghe, nhớ là delta bằng 0 là y bằng 2 cộng 2, thế vào đây thành là xỉ 2 y cộng 2 chưa? Cô đặt y bằng n thì sinh hắn là CNH2N cộng 2. Hắn là gì? Ancan, mà cô đã nói ancan là toàn gì? Liên kết đơn mà hở, tức là vạch mạch nó không kín. Nếu cô mà có delta bằng 1 thì ra, thì cô là có 2 y cộng 2 trừ y tất cả chia 2 bằng 1. Cô rút ra y bằng 2x, đúng không? Y bằng 2x tức là CXH2x. Con xe này khi delta bằng 0 là CXH2x cộng 2, mà khi delta bằng 1 là hắn là CXH2x, tức là bớt mấy hydro rồi. Tức là từ delta bằng 0 mà xuống delta bằng 1 là cô đã trừ bớt đi 2 hydro. Mà người ta không thích dùng chữ x, người ta sẽ quy về CNH2N, đặt N ý. Tức là ta không thích dùng ít, người ta chỉ dùng ít trong công thức tổng quát thôi. Còn trong ancan kim gì đó, từng loại hydrocarbon cụ thể người ta dùng chữ N, N. Đôi khi có trường hợp các em thấy dùng chữ N, M. Vì đang trong bài toán có mấy hợp chất thì mình phải một cái mình dùng N thì cái sau mình sẽ gọi là M để khỏi bị lộn thôi. Sau này có con thích làm cái con có thể gọi là công thức của ancan là CX2X cộng 2, đâu ai cấm đâu. Nhưng mà nó không có trùng lập với cái người ta hay dùng. Người ta hay dùng NM, cho nên mình dùng theo cái quy ước như vậy. Chứ con dùng gọi cũng thân can là CXH2X cộng 2, người ta cũng chẳng nói. Đồng ý chưa? Các bạn còn dùng CKH2K, nhưng mà người ta khuyên là không dùng. Vì rằng K là biểu thị cho số ni đôi, số liên kết bội, tức là cái delta đây này. Đó, K chính là cái delta. Đồng ý chưa? Bây giờ CNH2N là hắn là gì? Hắn sẽ là ancan, tức là có một nửa đôi, tức là liên kết một, liên kết đôi, mạch hở. Còn nếu nó không là ancan thì nó là cyclo ancan. Nó sẽ là cyclo ancan. Cyclo ancan là gì? Liên kết đơn mà vòng kín. Đúng rồi. Chép rồi. Chép rồi chứ răng. Không. Rồi, viết cho cô. C3H7Cl. C3H7Cl thì delta bằng mấy con? Cô đã nói với con là coi cái halogen nó giống như là, coi cái halogen là nó giống như là gì? Coi halogen nó giống như là hydro. Vậy cái ni là
delta bằng gì? 2 nhân 3 cộng 2 trừ cho 8, tức là 7 cộng 1 đó. Tất cả chia 2 bằng 0. Bằng 0 thì nó giống gì? Giống ăn ca. Mà giống ăn ca là toàn liên cái gì? Phun đơn. Phun đơn mà khi viết công thức là cô đã dặn các con sao? Hydro đừng có điện. Hydro là điện cuối cùng. Đừng có chầm hâm lo mà đi điện hydro chi cho mệt. Được chưa? Bây giờ có mấy xe? 3 xe. Rồi hoạch 3 xe. 1 2 3. Đúng chưa? Rồi bây giờ cô có CL, cô đi, cô đặt CL vào đâu? Ở trên đầu. Ở cái đầu tiên. Cái nào nữa? Cái giữa, đúng rồi. Cái cuối là không điền. Vừa lắm. Biết vì sao? Lại rồi. Các con cứ nhớ là khi mà viết cái mặt xe là các con phải tìm cách là coi cái điểm đối xứng của mặt xe đó ở đâu. Ví dụ cô viết 3 xe đây nè. Là cái điểm đối xứng nó nằm ở đâu? Ngay đây. Có phải chia nữa ở đây thì đối xứng nhau không? Thì khi con điền nguyên tố clo đó, con chỉ điền tới đối xứng là con dừng. Chỉ có một clo là con điền tới đối xứng là con dừng. Con không nhích sang bên kia nữa. Vì con có nhích sang bên kia thì nó cũng sẽ lặp lại y chang đó luôn. Cho nên ở đây cô chỉ điền vị trí số 1 và vị trí số 2, không nhảy sang đây nữa. Được chưa? Thứ hai là gì? Mạch có từ 3C trở xuống là cô không bẻ nhánh gì hết á. 3C trở xuống là không có bẻ bẹt gì hết trơn. Từ 4C trở lên nó mới bẻ. Vì sao? Vì cái nãy cô đã nói các con là sao? Muốn bẻ nhánh thì cái C bẻ nó phải đặt ở giữa. Bây giờ có 3C, con làm có 2 cái, con bẻ xuống cái C đi mô mà gọi là giữa. Hai cái C nó nằm cha hai đầu rồi. Cắt đôi giữa. Bỏ vô thì cùng hát ra đây lại đầu. Đúng chưa? Sau khi điền xe xong rồi, hết điền hết vị trí rồi, chúng ta mới điền hydro vào nghe. Vì cái thứ nhất mấy? 3 hát 2 2 à, cái này của con không biết ngược cô. Cái thứ nhì 3 không 2 2 cái này 3 đúng. Cái này cái trên cô 3 cái này 3 này là 1 một giáo sư ơi là giáo sư cái này hát ba bây giờ nè, đây là công thức cấu tạo nghe. Thực ra tao biết làm sao CH2Cl CH2CH3 tao viết gộp vậy, người ta không thích nữa, người ta viết đi CH2Cl rồi CH2CH3 nó đơn, người ta không thèm biểu hiện luôn. Trời hiểu chưa, cứ viết như đây là cứ ngữ viết như đây và viết như đây. Hai này biết. Tương tự cái này biết làm sao? Thay vì cô không biết đi, cô biết làm sao? CH3 gạt CHCl gạt CH3. Không thích nữa là sao? CH3 CHCl CH3. Đó. Ông sắp bờ đó mọi người. C3H5Cl. Đang cho biết cái có một cái nối đôi thôi đó. C3H5Cl. Tính ra delta bằng mấy? 2 nhân 3 cộng 2 trừ 5 cộng 1. Tất cả chia 2 bằng 1. Delta mà bằng 1. Delta mà bằng 1. Có 1. 1 dấu bằng. Là một nối đôi. 3 xe bây giờ viết. 1. Cái mạch này có điểm nào đối xứng không? Không nha, mạch này không có điểm nào đối xứng. Mà không có điểm nào đối xứng thì sao? Chạy hết. CL điền tất cả vị trí. 1 2 và điểm thứ 3. Đó. Cái gì vui quá vậy? Công thức mới nữa hả cô? C3H5Cl là delta bằng 1. Bằng 1 là cái mạch C nó có 1 nối đôi. 1 nối đôi thì cô vẽ 3 cái mạch C ra nè. Nhìn là không có điểm mô đối xứng hết.
Cái xe này không thể là đối xứng được, cái xe giữa không thể là đối xứng được, vì bên này có đứa đôi, vì đứa đơn là không phải đối xứng. Mà không có đối xứng nghĩa là CL này vị trí nào cô cũng điền được hết. Được chưa? À rồi em hiểu. Đó. Nghĩa là cái hero là cái con từ điền của chưa đủ nha. Tương tự cái này. Đó. Đó. Cái này viết tắt lại thành là CH, CL, nửa đôi. Nửa đôi là phải thì nha. Trời, cái mùi gì mà cái con này nó có lượng L hoài. Trước khi con cái mùi 1, 2, 3. Rồi tiếp tục nha. Rồi sau khi viết cái đôi xong thì đến cái mạch kín nữa nè. Mạch kín khi mình viết khi nào? Khi có từ 3C trở lên. Mạch kín là sao hả? Mạch kín là sao hả? Mạch không hở. Ui, nó nối các C nó lại với nhau. Bây giờ 3C nối lại thành một hình tam giác đều. Cái này có cái C nào đối xứng không? 3C như nhau nha. 3C đều đối xứng với nhau nè, 3 đỉnh của một tam giác đều. Vậy CL gắn vào đâu? CL sẽ gắn vào đâu? Một chỗ duy nhất. Một chỗ duy nhất. Vậy chỗ này sẽ là CH2. CH2. Em đi CH. Được chưa con? Rồi tiếp tục với cho cô nè. C 3 H 6 CL2. Ủa nãy cô nói C 4 H 9 CL đúng không? Thấy con à? Không. Đúng rồi. Đang ta bằng 2 nhân 3 cộng 2 trừ cho 6 cộng 2. Tất cả chia 2 bằng 0. Halogen coi như giống hero, tính delta giống y chang hero carbon. Delta bằng 0 thì có phun đơn ba cái xe nối nhau. Xin công thức này cô không thèm điền hero nữa, nghe hero các em tự điền nha. Rồi bây giờ cô có 2 CL của điền của chủ mô. Giữa chấm đẹp. Ngoài cùng với chính giữa. Rồi, chỗ nào nữa? Nhớ là những trường hợp có đối xứng thì chúng ta phải loại trừ đi nha. Cái nào nữa? Thấy rồi. Đúng thôi à? Còn chưa? Biết được mấy cái được không? Còn cái nào nữa? Cô ví dụ mình mắc hai cái CL vô chung một CL. Được chứ con? Được, miễn rằng hắn đừng có vượt qua hết thì được, mắc hai cái vô chung. Rồi. Mắc ở đâu? Một bên ở dưới. Rồi. Hoặc là chính giữa, đồng ý. Rồi, còn nào nữa? Hết ra. Hết ý tưởng rồi cô. Còn nha. À, hai bên hai cùng cô. Ừ, còn cái hai bên hai cùng nữa nè. Nè, mới dọng cái bánh vô chưa kịp nhai. Rồi, còn nào nữa không? Hết rồi đó. Chứ còn nếu con dời cái này qua đây thì sẽ trùng lại cái đầu. Còn nếu con dùng hai giờ hai cái này mà ra cái xe cuối lẫn trùng lại cái này. Cho nên cái xe 3H6 xe L2 mình sẽ viết được 4 cái. Hero con điền nữa nghe, các con tự điền nha. Điền sao cho nó đủ ta là đủ 4 là được. 3 cộng 6 chia 2 bằng 4. Tiếp tục hẹn. Tiếp tục nha. Ủa? Bây giờ nè C3H6. Ví dụ cô C3H6, C3 này H6 này F rồi CL. Một cái F một cái CL. Rồi CL. Hả? Cái gì? F là không giống như H với CL. Halogen mà. Để ta mấy con? Không. Nhiều đường vân này đó. Để ta bằng 3 nhân 2 cộng 2 trừ cho 6 cộng 1 cộng 1. Tất cả chia 2 bằng 0. Bằng 0 là toàn nối chi? Đơn. Đơn, mấy xe?
một hè ba rồi sao nữa? Một hai ba rồi sao nữa? Bứng xe lờ qua, bứng xe lờ qua có ép nữa thì là xe lờ cái đầu còn cái ép chính giữa rồi, xe lờ cái đầu cái ép cái giữa rồi đồng ý. Còn cái nào nữa coi mình đỡ ngược vị trí lại được được không? Khác nhau mà, vậy cô đổi lại C C C, thằng F ra ngoài, thằng C L vô trong. Rồi F bên đây, C L rồi F bên đây, C C C F bên đây, C L bên đây. Cô đổi lại được không? Không được, mười hai C đối xứng nhau. Cô mười hai đổi lại được cô. Cái nào? Cái nào đổi lại được đó? Được. Cái nào đổi? Tùy con đang muốn nói trường hợp mô. Cái này là không đổi được nha. Cô nói lỡ mình đi CL bên đây, F bên đây thì mình đổi lại cô. Ừ. Đổi lại như nhau, cô tưởng tương, cô đổi đi nè. Ừ. Cái này á, con cái này cô đang để úp tay, còn đi con ngửa tay. Còn cái này khác, trong ngoài. Chứ. Tiếp, còn nào nữa con? Hai thằng chụp một. Hai thằng chụp một, thằng F, thằng CL, thằng trên hình dưới. Đổi lại hình dưới hình trên được không? Đổi lại như đi nè. Đổi được không? Không. Cùng gắn một C là quay thoải mái, rồi lên rồi xuống rồi đổi lộ vị trí với nhau. Nhớ chưa? Đang cả cô hai cánh được không? Hai cánh được không? Hai cánh là sao? Hai cái đầu đi nè. Đây rồi nè, hai đầu đây rồi nè. Còn nào nữa? Năm à. Ừ, chuyện của giữa năm cái đúng rồi. Hết năm cái. Full năm. Bây giờ này tương tự nè. Cái đối với chất xi khác y mà delta bằng 2 thì sao? Nếu delta bằng 2 thì sao? Delta bằng 2 tức là hắn là CNH2N trừ 2. Đúng không? Còn vì răng thì tự tự chứng minh. Tức là từ delta bằng 0 mà chuyển sang delta bằng 2 là đã trừ thêm mấy hydro? 4, trừ thành 4 hydro thì ra mới ra delta bằng 2. Mà delta bằng 2 cô đã nói với con ở bài trước là sao? 2 nối đôi hoặc là 1 nối 3 hoặc là 1 đôi 1 vòng hoặc là hai vòng đúng không? Hai cái vòng luôn, hai vòng kính giống như ngôi nhà để à. Ok chưa? Rồi giờ viết cho cô nghe. C4 được chưa? H4 CL2 C4 H4 CL2 delta bằng mấy? Lưu ý là muốn có nào cũng muốn có hai vòng ít nhất phải 5C nha. 5C mới ra hai vòng nha. 4C mới ra được hai vòng. Vì vòng mà nhỏ nhất là cái hình ngôi nhà là phải 5C. 4C là không bao giờ được ra hai vòng ấy, nhớ. Ừ, đúng rồi. Nên tao mấy con? 2 nhân 4 cộng 2 trừ 4 cộng 2. Tất cả chia 2 bằng 2. Delta bằng 2 thì sao nhà? 2 nối đôi. Hoặc là gì? 1 nối 3. Hoặc là 1 đôi 1 vòng, không có 2 vòng đâu nha. Bây giờ viết 2, viết 1 cái nối 3, 2 nối đôi trước. Rồi, 4 cái C, dăn 4 cái C ra. 2 cái nối đôi. Rồi. Cái này làm viết cái này mệt lắm đó. Rồi, 2CL gắn ở đâu? Cái này có C đối xứng không? Không có. Không có. Ờ, không có. 2 nối đôi nha các con. Bây giờ 2CL gắn ở đâu? Chính giữa làm sao? Giờ gắn làm sao? Hả? Đầu tiên? 2 cánh. 1 cái bên 2 cánh. 2 cánh à? Thôi, viết từ trong về ra đi. Đầu tiên đầu em 1 cái. Ừ, đúng
rồi, tiếp tục. Chậm chỗ. Cái thứ ba, cái thứ tư. Cô nói với con này, cái đầu tiên, cái con biết rồi chưa? Cái đầu tiên viết được chưa? Dạ rồi, em biết được hai cái rồi. Rồi, viết viết đầu tiên đi chưa? Cô nói cái đầu tiên không lấy. Đúng rồi, ở đây có 5 cái nè. Ừ. Mấy đứa này sao vậy? Ừ. Hả thì 5, vượt rồi. Nhìn là phải vượt rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Bởi vì có thể tự ái. Cho nên cái đầu tiên với thứ ba mới có. Ừ, cái đầu tiên với cái thứ nhì là không có rồi nè. Viết đi, con biết ra chưa? Con thấy vượt khóa đi chưa? Con nên bỏ chưa? Bây giờ cái đầu tiên, cái thứ ba thỏ không? Vì đây mới bốn gạch là vừa. Vượt lên năm là không được. Rồi carbon chỉ có tới đây là hai thì mấy, có thì mấy? Bốn, không có thì năm nha. Rồi, tiếp tục, cái thứ nhất và cái thứ tư. Cô biết được mấy cái rồi con? Cô mới đang rà rà mấy cái thứ hai rồi con. Cô. Rồi, giờ giỏi rồi, giờ làm răng. Còn một cái cuối cô bỏ hai cái xe răng. Từ từ đi, răng con đi từ đầu sang. Con đi của nó là thế nào con bị sót từ à. Hai cái này. Bây giờ đầu tiên nè, hai cái rồi rải xong chưa? Bây giờ cái thứ hai. Hai cái chập một. Chứ đừng có đi lung tung đó là thế nào cũng sót à. Hai cái ở đâu? Hai cái cuối. Hai cái đầu. Rồi, hai cái số 2 này có không? Dạ, không. Không. Hai cái số 3 có không? Dạ, không. Không có nha. Hai cái số 4 có không? Dạ, có. Đó. Hai cái số 4. Rồi đang nữa. 1, 2, 3, 4, 5. Hai cái số 4 rồi đang nữa con. Hai cái. Rồi, bây giờ làm gì tiếp theo con? Có cái này nữa, cô biết chưa? Chưa, cô chưa có. Cô biết đi cô. Tiếp tục. Giờ dỗ. Hai cái cuối. Hai cái cuối, đúng rồi. Rồi cái cuối với cái thứ ba là không có. Ừ. Hết rồi đó. Thôi rồi. Chính xác. Nó ngon cục mấy nha. Ừ. Chờ cô không. Rồi xong hai cái đuôi đùi. Còn đâu? Hả? Đuôi đùi mới viết được 4 cái à? Chưa, cô chưa viết nó ba mà, chưa biết là cái đồ. Hai cái đồ chưa xong mới tới cái con ơi. Vì đang chưa xong. Cô giờ chỗ nó đâu? À. Nhiều lắm. Cô giờ chỗ nó đâu? Không đứng đây nữa, vô qua đứng đây nè. Rồi bây giờ xem là cô gắng đâu. Gắng nhất cái gì? Tiếp tục. Cái nào cho bà? Cái nhất, cái thứ ba. Rồi cái nhất, cái thứ tư. Cái việc cái nào nữa với việc? Dạ, nhất cái thứ tư rồi đó, còn cái nào nữa? Nhớ là cái mặt xuống này. Cái thứ hai cũng được cô. Hả? Cái đầu với cái hai. Cái đầu, cái thứ hai rồi. Cái thứ đầu với ba, đầu với tư rồi. Cái thứ hai, cái thứ tư. Hai với tư, hai với tư. Lật ngược lại. Lật ngược lại là giống cái này. Đây nè, không biết là sao. Hai, tư giống cái này không? Giống. Nào nữa. Hai cái giữa cô. Ừ, hai cái giữa, đúng rồi. Em biết rồi. Còn nào nữa không? Nó thích rồi cô. Hai cái chậm một được mà. À, cái chậm một ở ừ. Ở đâu? Hai cái chậm một, cái chậm một. Hai cái đầu. Cái đầu á. Chứ hai cái giữa không nhận được. Mà cái này giống cái này. Dạ. Giờ hai này vô cái thứ tư giống y. Hết gì đi về. Nửa đôi còn không? Hết. Hết. Rồi hết rồi đó. Nửa đôi nè, vì con đẩy cái nửa đôi đi sang đây thì lại trùng lại cái văn đầu. Dùng lại cái này. Khô. Rồi. Bé cầm vỡ lên đây ổn liền bé. Chín cá. Sao nó ngồi nè. Vỡ. Vỡ ba.
Tiếp tục này nói ba. Nói ba. Rồi. Nói ba đây. Bây giờ CL vào vị trí nào? Cái đầu tiên. Cái thứ nhì là không có. Cái thứ ba mới có. Rồi cái đầu tiên. Rồi cái thứ tư. Đó. Rải quần. Tiếp tục. Giờ chỗ. Giờ xong thứ hai là không có rồi nè. Thứ ba, thứ tư. Đúng chưa? Bây giờ nó đôi vô giữa. Anh nói ba vô giữa. Cái đầu. Cái nhì, thứ ba không có. Cái thứ tư. Đúng chưa? Là hai cái chập một. Thứ ba hai cái chập một. Thứ ba hai cái chập một. Đây với đây. Hai cái chập một. Đây với đây. Bảy cái. Cuối cùng thứ ba vô giữa. Hai cái chụp một. Bảy cái. Bây giờ một đôi một vòng. Một đôi một vòng nữa. Là cái một đôi với đôi. Đúng rồi, mấy xe tất cả? Bốn xe. Vòng nè. Một nối đôi nè. Biết hết chế các trường hợp nha. Một đôi và một vòng. Trên là đóng ở đâu con? Dạ. Hai cái ở trên cùng đi. Rồi đồng ý, hai cái xịn cùng. Một cái ở dưới, một cái bên đây. Từ từ để em xin lấy rõ đi đó nè. Rồi cô thấy là cô sai rồi, thấy sai rồi. Không, đúng mà, nó đúng mà, nó đúng mà. Một đôi một vòng nè, vòng nè. Đôi nè. Hai cái bên này. Rồi hai cái bên này. Rồi về chỗ cái này xuống này. Dạ. Qua đây. Dạ. Cái này là đôi đôi mà đâu có bị vòng đâu. Một đôi. Một vòng. Rồi CL giữ đây. Cái này xuống đây. Cái này qua đây. Viết mà làm khó là dễ lắm. Đó. Xong rồi, giờ còn gì tiếp theo? Hai cái chụp một. Dưới chỗ này, dưới đây, đây. Hai cái chụp một ở đây. Còn thiếu. Hai cái hai bên của hai cái. Ừ, hai cái hai bên đi nữa nè. Hai cái chụp một cái đầu. Hai cái chụp một cái đầu, đúng rồi. Hai cái chụp một. Đó. Chập một đưa sang đây tương tự. Dưới đây không có chập một. Đây không có chập một. Hết. Võ mon thì